Giả sử tân thời, căn cứ theo phổ môn ghi chép, có một năm triều nhà Thanh thiếu lâm tự mưu đồ phản thành phục mình, vì vậy Khang Chánh mới hạ chỉ phải đuổi tận giết tuyệt, không bỏ sót một tên nào. Sau đó từ các loạn ngữ nói rằng lúc đó đệ tử thiếu lâm có nhiều người đào tẩu tới Cựu Kim Sơn hoặc là Hương Cảng Hoàng Tục, còn có nhiều người vẫn bị lính Thanh đuổi bắt, cho nên mới có câu chuyện như vậy. Có sao không vậy? Cái chân bị chặt rồi. Có đau không? Không đau. Ai da, ơi. Hả? Quân Thanh tới rồi, chạy mau đi. Ơi, tôi đã xin thúc nha. Ui à. Súc sinh, đang gặp tai nạn là bỏ chạy. Thế Ngọc, chạy đi. Sư thúc, tôi đâu phải là súc sinh đâu. Vậy được, chúng ta quyết chí với chúng nó. Được. Sư thúc, chờ hôm khác đi nha. Vậy người nói cho chúng nó biết đi. Dạ. Thế Ngọc, người quên lên lưng ngựa rồi. Người còn cho lên lưng ngựa đó. Mà báo tên họ đi. Thiếu lâm tục gia đệ tử Phương Thế Ngọc, lão quỷ người tên gì? Ta đã chờ ngươi lâu lắm rồi, xem hôm nay ngươi chạy đâu. Người đánh lộn sao không kêu ta tham dự? Không có ta sao được chứ? Vậy sư thúc lại đánh đi. Thôi được, chờ lần sau nha. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Sư thúc à, chúng ta qua bên kia ngồi đi. Được. Sư thúc, có sao không vậy? Ê, súc sinh, lần nào cũng vậy. Lần nào cũng vậy mà, không có tính người. Con người làm sao có tính người? Ây da. Sư thúc, sư thúc quá nặng đi. Ê, bình thường tới tụng kinh, ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi ăn, không nặng làm sao được chứ. Sư thúc đừng có nói xấu người xuất gia, qua bệnh ngồi đi. Ây da, dù sao ta cũng là sư thúc của người, người nói chuyện phải tôn trọng chút mới được chứ. Quà hả, sao gió lớn quá vậy? Ngôi nhà này không có ai ở, hình như là chờ mình tới đó. Ui. Sư thúc à, dọn dẹp cũng ngăn nắp ha. Ai đó? Hả? À,
Hai sư đồ chúng tôi chỉ đánh bọn quân Thanh mới vô đây. Chờ cái chân của tôi bước đầu sẽ làm tức rời khỏi nơi này. Sư thúc, để tôi bóp chân cho sư thúc. Cô nương à, phải tin cậy kẻ xuất gia. Xin cô nương đừng có sợ. Giống mình của vị cô nương này cũng rất khá hả? Cặp đùi của cô đẹp quá ha. Người ta mặc quần ngựa không thấy cặp đùi của người ta sao? Tôi học được sư thúc thôi. Sư thúc còn là người xuất gia hay sao? Hả? Mì đồ gọi cái ta. Mô Phật, mô Phật. Úi, nè, ngồi xuống đi. Bây giờ thấy đỡ chưa? Có Quân Thanh. Hả? Cô đừng sợ, cô tôi bảo vệ cho cô. Thủy Ngọc, cô còn chống cự cái gì? Bảo vệ cô nữa cũng phải lựa thật coi chứ. Bộ Quân Thanh đã tới rồi kìa. Sư thúc vào trốn trong này đi. Quê, cô nương, cô đứng xa trốn thì chúng tôi mới được an toàn. Tôi cũng muốn trốn Quân Thanh nè. Quê, cô nương à, nam nữ thọ bất thân mà, biết điều chúng có được không? Biết điều mẹ của ông. Quà, cô nương à, sao cô nói tục vậy? Quỳnh đừng nói bóng gió nha. Huy, đâu bên nữa cãi nhau nữa. Mau trốn đi. Mau trốn đi. Còn dựa vào tôi nữa. Đây, đừng có mượn cớ dựa vào tôi nha. Vào trong xét coi. Dạ. Còn các người qua bên kia. Dạ. Nhà gì một đá vậy? Trong nhà không có gì hết. A Di Đà Phật. Đừng có nghĩ bậy. Lục căn còn chưa thanh tịnh, anh nói đừng nghĩ bậy mà. Bên kia có ai không? Không có. Đi đi. Tụi nó đi rồi. Ai đến đợi tôi? Cô nương đã hiểu lầm rồi. Tôi là Thiếu Lâm Tục Gia đệ tử Tiếng Tâm Lễ, lần là Phương Thế Ngọc. Còn vị này là môn nhân kính ngưỡng trí năng đại sư. Cô nương, người trong Phật môn chúng tôi không làm những chuyện vậy đâu. Tôi biết mấy người không nhận mà. Không làm sao nhận được? Cô nương, không chứng không cớ đừng có nói bậy nha. Không chứng cớ hả? Giấy tay này là của ai? Cô xem nè, bàn tay tôi đâu có lớn vậy. Người nói ta có phải không? Tại sư thúc nhận thôi. Cá mẹ cùng lứa, thừa nước đục thả câu. Có lẽ lúc nãy vì trang lớn cho nên sơ ý chạm tới thôi mà. Cô nương, nhìn gương mặt của cô đã biết cô là người biết trọng đại nghĩa. Xin cô đừng có câu nệ. Nếu có gì mạo phạm, xin cô nương tha thứ cho. Sau này nhất định sẽ báo đáp. Hả? Sư thúc. Thế Ngọc, không nên ở đây nữa. Mình đi đi. Sư thúc quả thì là thông minh. Mình đi. Đi. Dạ. Cẩn thận nha. Hồi nãy người ngứa tay phải không? Sư thúc đừng có vô quan. Ta không phải chửi người đâu. Ta nói cái dấu vết này thôi. Bàn tay của tôi đâu có nhỏ vậy? Nhưng không phải là người rồi. Không phải là người tức là cô ta. Chết rồi, vụ án này thật là rất ly kỳ. Lên đường đi sư thúc. Nha. Cái người bỏ đi như vậy sao? Vậy cô nên còn muốn gì nữa? Hồi nãy các người hứa với tôi là nó báo đáp tôi mà. Phải rồi. Hôm nay là ngày thất đầu của mẹ tôi. Tôi muốn mời hai vị sư phụ làm ma chay. Chuyện này cô nên cứ yên tâm. Cô nên tên họ là gì? Tôi tên Tiểu Đậu. Tôi là Phương Thế Ngọc. Tôi tên Trí Năng. Hồi nãy đã giới thiệu rồi. Tôi sợ cô quên. Mặc kệ ông đi. Tôi xếp đặt cho cô. Tục gia đệ tử thiệt là tục. Tiểu Đậu cô nương à, tại sao một mình cô nương lại ở trong quan sân cùng cốc như vậy? Tôi mới từ ở trong lầu xanh chạy ra để là trở về quê hương thôi. Lầu xanh? Tôi là kỹ nữ. 3 năm trước quê hương của tôi gặp nạn đói không có cơm ăn. Tôi phải bán thân vào trong lầu xanh để nuôi sống cả nhà. Bây giờ cả nhà đã đều chết hết rồi, cho nên tôi không làm nữa. Sao lại xử lý như vậy? Sư thúc. Hả? Sư thúc, sao sư thúc như là chim sợ thành công vậy? Cô không sợ bóng gió sao? Hay gì đập dây tử lại đập rắn đó. Ai, nhất đại tổng sự, không ngờ lại có kết quả như vậy. Ai, quá.
Hết cơ hội rồi. Lượng phải đấu tranh, phải có thắng bại. Thiếu Lâm bị quỷ, đồng môn tứ tán. Thế Ngọc à, dứt khoát ẩn danh mai táng, đi tìm kiếm một nơi nào đó để hưởng thụ đời sống cũng được mà. Sao sư thúc lại nhút nhát quá vậy? Đang gặp tai nạn lại định bỏ chạy không có bằng lại súc sinh đó. Hơ, ta chỉ hỏi thử ngươi thôi. Ngươi tưởng thiệt sao? Hồi lúc trước khi mà tôi còn ở Thiếu Lâm tự, tôi đánh qua một nhân hạo, còn bưng cái lò lửa lớn xuất quan nữa kìa. Lợi hại vậy sao? Cô không tin nè, tôi dán áo cho cô coi nha. Nè, Tả Thanh Long Hữu Bạch Thọ có dấu sắc nung ở đây nữa nè. Đi tôi coi. Quỳnh trời ơi, cô muốn đốt phỏng tay tôi sao? Quỳnh nói bằng cái lò lửa gì, chỉ có một đống lửa thôi đã là rồi. Lúc đó tôi đang dần khí, bây giờ thì không có chuẩn bị. Tôi là đệ tử Thiếu Lâm chánh cống đây nè, tôi còn phải cứu sư phụ nữa. Đúng vậy rồi, chúng ta phải quan phục lại Thiếu Lâm. Cái người đó đã miệng rồi chứ, nói nữa là mẹ của tôi sẽ không được làm ma chay đó. Được rồi, cô ra ngoài lấy củi vào đây đi. Được. Tôi đi với cô. Nè, ở đây có mấy khúc cây. Tụi mình khiêng qua bên kia nha. Được. À phải rồi, làm kỹ nữ có cực khổ không? Quỳnh tập võ trong Thiếu Lâm tự có cực khổ hay không? Dĩ nhiên là cực khổ, bàn tay của tôi chai hết rồi, cô coi nè. Tôi cũng được khác gì Quỳnh, cũng giống nhau thôi. À nè, lần đầu tiên cô đã cho một người trẻ hay là một lão già vậy? Là một lão già hơn 50 tuổi. Lão già mất dịch đó. Không quen biết với nhau làm sao mà làm được? Thì nhắm mắt lại làm. Vậy cô có sợ không? Dĩ nhiên là sợ. Rồi sao đó? Thì là... Lúc cô là cảm giác thế nào? Quê huynh đài à, còn nói là tên anh của Thiếu Lâm tự, những chuyện ô uế như vậy cần gì phải hỏi cho rõ. Đúng vậy rồi, chuyện nhỏ như vậy cần gì phải lo, Phương Thế Ngọc này chỉ là quốc gia đại sự thôi. Tôi thì không có hoài bão như là huynh, tôi chỉ muốn về quê. Nè tiểu đầu à, nếu rảnh rỗi tôi sẽ đến quê thăm cô nha. Quan em. Vậy cô viết địa chỉ cho tôi đi. Chuyện gì? Hả? Có sao không vậy? Không sao. Mình đã bị quân thanh bao dây rồi. Ây à. Chui theo cái ngõ này ra đi, mau lên. Lẹ lên. Lạ phâu. Hả? Sư thúc đâu? Thế Ngọc, chạy qua đây. Sư thúc. Sư thúc à, sư thúc. Có rất nhiều quân thanh, bây giờ tính sao đây? Bố trưởng. Thế Ngọc. Sư thúc. Sư thúc. Đại sư. Sư thúc ráng chịu nha. Sư thúc. Dừng lại. Phương Thế Ngọc hôm nay người chết chắc rồi, trừ phi là người biết phi thân động thổ. Tiểu đậu, cô chỉ có sự thúc giùm tôi. Người có giỏi tới đây đấu với ta. Coi ngươi có phải là ba đầu sáu tay không? Tới đi. Tới đứa nào ta giết đứa đó. Thế Ngọc, nếu nhà ngươi không muốn nó chết thì bỏ đao đầu hàng đi. Có phải ta đầu hàng ngươi không giết cổ không? Phải, quân tử nhất ngôn.
đó tính sao đây? Bắt nó dậy đi. Dạ. Dạ. Hiệp Trích Tử, ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta, ta không thể tha cho ngươi đâu. Ngươi đừng có giết chết sư thúc của ta. A Di Đà Phật. Đừng giết sư thúc của ta. Sư thúc, sư thúc. Quay nè, lấy ra, làm gì đây? Bình tĩnh một chút đi. Bấm thần công, lão cẩu hòa thượng Trí Năng đã chết rồi. Bây giờ tôi có đây một ít hoa mộng gì đây, xin hiến cho thần công. Qua bả đi. Tội phạm vừa mới tới hôm nay được sống tới Hồng Liên Tự, đó là phước đức của các người. Ở chỗ này không cho các người luyện công, không cho niệm kinh, các người không phải là đệ tử Thiếu Lâm nữa, mà là tội phạm của Triều Thanh chúng ta. Câm miệng, ngươi là đồ tạp chủng bán nam bán nữ, Thiếu Lâm chúng ta không để cho ngươi khi siêu dị tổ đâu. Được, mi nói rất lớn tiếng, không biết có bản lĩnh gì. Hừ, muốn đấu nhau cũng được. Tổ, vị đệ tử Thiếu Lâm này rất can đảm, mời qua đây. Dạ thân công. Sư thúc, thận nha. Dạ. Xem coi các người có ai dám nhận là đệ tử của Thiếu Lâm nữa không? Tất cả chúng ta đều là đệ tử của Thiếu Lâm, làm gì ta? Đúng rồi. Có chí khí. Nếu ngươi có bản lĩnh bước qua đây đứng nói trước mặt ta, thì ngươi muốn làm đệ tử gì cũng được cả. Thả ra. Dạ. Thế Ngọc, cẩn thận. Tới đi, dừng tay. Nè sư huynh, cẩn thận. Cẩn thận. Ah!
Cứu ta, cứu ta. Cúi xuống. Thanh Ngọc à, cẩn thận nha. Sư Quỳnh, nắm cho chặt nha. Hả? Sư Quỳnh à, cẩn thận nha, nắm cho chặt. Sư Quỳnh, nắm cho chặt nha. Cẩn thận nha, nắm cho chặt nha. Cẩn thận nha, Sư Quỳnh. Nè, đừng có buông tay nha. Nắm cho chặt. Cẩn thận nha. Sư Quỳnh à, buông tay nha. Đừng buông tay. Buông tay nha. Nắm chặt tay đi. Buông tay. Sư Quỳnh, cẩn thận nha. Cẩn thận. Đừng buông. Buông tay nha. Sư Quỳnh. Sư Quỳnh à. Sư Quỳnh. Hồng Liên Tự ở đây có vô số cơ quan. Nếu ai không tuân lệnh thì cho dù ngươi có bản lĩnh cỡ nào, cẩu tặc, thì cũng chỉ có đường chết thôi. Cho dù ta chết đi nữa cũng phải bắt ngươi chết theo. Bản lĩnh khá lắm, chỉ tiếc là vắng số. Có thể ai vắng số hơn ai? Quỷ hồ thành công. Tù phạm to gan không được vô lễ. Đại sư huynh Phương Thế Ngọc, ta không phải là sư huynh của ngươi nữa, ta là tổ trưởng đây này. Ngươi là tù phạm ở đây. Đồ quân phản bội. Nếu như ngươi muốn giữ lại tánh mạng, lập tức qua bến đi. Thì ra ngươi cũng là ưng nguyện. Nếu không phải là sư huynh thì ta không có nể mặt cho ngươi đâu. Hôm nay không có ai có thể ngăn cản ta giết bên ma đầu này. Tới đây. Vậy để ta kiếm thức hạt hải vô nhà của ngươi. Xúc chiếu đi. Không dễ gì có cơ hội thưởng thức hậu hoạt song hình của Thiếu Lâm. Tiếp tục đi. Ngươi sợ hả? Ngươi mới sợ. Không sợ thì tiếp tục đi. Quay. Ngươi đừng có hối hận nha. Cởi đi nè. Oh, my God.
Bây giờ còn ai là đệ tử Thiếu Lâm nữa hay không? Không còn chứ. Hồng Hy Quang, lần này ngươi biểu hiện rất tốt, ta ban thưởng lục di cho ngươi. Cảm ơn thật công. Dùng được thì cho gia nhập vào tổ làm việc, còn không dùng được thì ném xuống giếng khô đi. Dạ. Ta là Chí Thiện sư phụ đây. Đệ tử không nhận ra ta sao? Ngươi sợ hả? Sư phụ nói coi. Cũng phải, nói nhiều cũng tổn hơi thôi. Sư phụ phải tiếp tục kiên nhẫn nha. Đệ tử tới cứu sư phụ đây nè. Đã lâu rồi không gặp nhau. Đệ tử chuyên môn đến đây nói những lời bá láp như vậy, đệ tử quả thật có lòng tốt đó. Ngươi sợ ta lắm sao? Tôi đã chuẩn bị chết rồi, có gì là đáng sợ? Ta sợ nhất là bọn đàn bà la ó ôm sòm. Thế nào, ở đây có thấy thoải mái không? Mù lớn như vậy làm sao tắm cho được? Tôi chưa có từng tắm qua, chỉ lãng phí nước thôi. Không phải nước thường đâu, là nước khoáng tiền lau sân chánh cống đó. Nước này không có bao giờ bị ô nhiễm đâu. Tôi nhột lắm, tôi vừa tắm rửa sạch sẽ. Mỗi cô gái lần đầu tiên gặp mặt tôi thì tôi đều tặng một món quà. Cô thích tặng cái gì? Cô muốn xin gì cũng được, nhưng mà không thể xin ra khỏi chỗ này. Muốn rời khỏi chỗ này phải nhờ vào bản lĩnh của mình. Tôi không phải là muốn bỏ đi, tôi muốn xin tha cho Phương Thế Ngọc. Có quan hệ gì với cô? Là ân nhân cứu mạng của tôi. Người mà biết báo đáp ơn nghĩa như vậy, tình cảm nhất định là phong phú lắm. Tôi rất thích loại người như vậy. Vậy xin hỏi, ông chịu thả hay là không thả? Có yêu cầu thì là có nhược điểm. Thế hả? Cô phải ghi nhớ. Dạ, tấn công. Sư phụ, tại sao sư phụ ở trong cái giếng nước khô này lâu rồi lại không có chết vậy? Thì ra muốn chết thì lại khó khăn, không muốn chết á thì dễ thôi. Sư phụ mập lên rồi. Ở đây đâu có chọn lựa được gì, bởi vì sư phụ đang ăn quá nhiều thịt. Tội lỗi. Vậy sau khi mà con chết đi, con có thể để được toàn thây hay không? Sư phụ nói là ăn thịt chuột mà. Hả? Có người đó, mau giả chết đi. Dạ. Nằm trong dưới đống thây ma nha.
Người chết cũng đâu có gì quá khủng khiếp. Nó kìa, lôi nó ra ngoài. Dạ. Chết rồi mà còn nhăn nhó như vậy. Đi. Chị thế hả? Lục Di, cô đi ra ngoài đi. Dạ. Cô chúng ta rồi hả? Cô là người được trọng dụng bên cạnh của thần công, thân phận cao quý. Tôi là kẻ tùy tiện, đâu có tư cách phục vụ cô. Huynh đừng có nói vậy với tôi. Tôi chỉ khâm phục huynh là một người hảo hán, nên mới coi trọng huynh. Nếu huynh không hiểu lòng tôi thì thôi đi. Nô tài không dám, vì tôi chưa có chuẩn bị gì hành động. Còn có chuẩn bị hành động gì nữa? Tôi biết trong lòng của huynh đang chửi tôi là con chó mãn thanh, nhưng mà chó cũng có tình cảm đó. Làm phiền cô khi Lục Di trở lại đây. Có chừng đụng đầu. Bái kiến thần công. Vết thương của hắn thế nào? Không có quá nghiêm trọng, có lẽ không thành vấn đề đâu. Ta nghe nói ngươi từng cứu mạng mỹ nhân của ta. Bây giờ ta trả mạng ngươi lại cho ngươi. Từ nay về sau không ai nợ ai cả. Vì muốn cứu tôi làm cho cô phải chịu khổ tâm, tôi thật là có lỗi với cô. Thần công là một người có phong độ, tôi chỉ chẳng qua là có ơn thì phải báo ơn. Quên thế nào? Tôi đỡ nhiều rồi, còn đau chút đỉnh thôi. Để tôi coi coi. Có phải đau lắm hay không? Cô đừng có quá quan tâm cho tôi, người đứng sau lưng của cô sẽ giết cô đó. Đừng lo, tôi sẽ cứu cô đi ra. Để coi người có bản lĩnh cao cường cỡ nào. Hai người là bạn cũ nhau, chắc là có nhiều lời muốn nói, ta không cản trở hai người nữa. Ta sẽ đi ra bên ngoài. Quên làm gì đó? Tôi muốn bước xuống đi vài bước thử. Quên đừng có cử động, nó không thể sẽ lâu khôi phục lắm. Cô để giùm tôi đi nha, tôi sẽ khôi phục lại nhanh lắm. Đừng có ráng gượng nha, Quên có đi được hay không? Tôi nói là không sao là không sao mà. Cô xem nè, đâu có gì đâu. Không tin để tôi đi cho cô coi. Không đau nè, không có đau. Để nói anh đừng có miễn cưỡng anh không chịu nghe. Có phải mỗi người đàn ông đều thích lấy quan như vậy hay không? Cô phục vụ cho lão dâm tật đó không có cực khổ sao? Ông còn chưa chạm tới tôi. Nó còn làm bộ làm tịch đó. Nè, qua bên kia ngồi xuống nói chuyện với nhau, đứng dậy. Ngồi xuống, mặc kệ nó. Phương Thế Ngọc, cô gái này mới được thành công sủng ái, ta nghĩ người phải tránh xa mới được đó. Ta thích thì sao hả? Ở đây là Hồng Liên Tự, không phải là chỗ khác đâu. Hồng Hy Quang, người phản bội sư môn, người không có kết quả tốt đâu. Đóng cửa. Quên thì là biết lợi dụng cơ hội hả? Tôi học theo cô thôi. Nè, ăn đi.
bảo đảm là ngon. Thành công. Làm cô giật mình hả? Xin lỗi nha. Trong khi cô sợ hãi, ta thấy cô xinh đẹp lắm. Ta đi vốn là ta có thể ra lệnh chỉ huy, ta có thể coi thường pháp luật, hoàng đế cũng chẳng làm gì được ta. Ở chỗ này địa vị của ta còn cao hơn thần linh. Cô thật sự không sợ chết hả? Tôi sợ chết, ông đừng có giết tôi, ông đừng có giết tôi nha. Hồi nãy Đồng Đức ngó thấy cái mặt xấu của ta là bất hạnh cho nó. Cô phải gìn giữ bí mật cho ta nha. Tôi biết rồi, cái miệng của tôi kín lắm mà, tôi sẽ gìn giữ bí mật này. Thật sao? Để ta thử coi. Có phải Phương Thế Ngọc đang muốn tranh gái với ta không hả? Không. Ta đã kêu thả Phương Thế Ngọc rồi. Chuyện mà cô đã hứa với ta, tối đêm nay ta phải chấp hành. Khi cô khiếp sợ thì thật là rất đẹp.
Mở nắp ra. Ai đó? Và bệnh kiếm nha. Đừng xí về chuyện người ta, bằng không tôi quên chỉ đi tìm cái chết á. Bọn họ làm việc hơi chậm thôi, việc muốn giết chết người ta sao? Ở chỗ này không có tôn trọng pháp luật đâu. Nếu như người muốn sống, lập tức bỏ cái đao xuống đi. Chỗ đó sao? Nếu người không bỏ đao xuống thì không còn cơ hội nữa đâu. Thế Ngọc, đứng đàng hoàng, 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 đứng đứng ngay lên. Ai không có dính dấp chuyện này ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Phương Tiến Ngọc, lại là ngươi vậy? Là ta đây, làm gì ta? Bộ người lợi hại lắm sao? Chẳng qua cũng nhờ một người đàn bà sống sót đến ngày hôm nay. Vậy là đệ tử của thiếu lâm hay sao? Ta thấy người thật là nhục nhã quá đi. Người nói cái gì? Có gan xuống đây đánh với ta? Đánh với ta? Sợ sao? Được, ta cho ngươi một cơ hội. Đến đài sanh tử. Đánh chống. Đi gì?
bỏ bên kia, bỏ lên. Đi mau. Ê, bỏ bên kia. Bỏ lên đi. Dạ. Ui, bỏ lên. Ui. Nhanh lên. Ê, ui. Chỗ này là chỗ nào vậy? Là trường đấu thú. Chính giữa là đài sinh tử. Phương Thế Ngọc quyết đấu với ai đi? Tội phạm Phương Thế Ngọc, phạm tội trịch thượng, đáng lẽ sư tử. Bây giờ nếu bị đánh thắng được đại chủ của bổn trường thì miễn chết cho mi. Xin mời đại chủ. Là người Hồng Hy Quang. Hồng Hy Quang, mi là chó săn. Phương Thế Ngọc, anh phải thanh lý môn hộ nha. Nói cái gì? Im miệng. Cái gì? Quyết trích tử. Ngươi là một kẻ nhút nhát, có gan xuống đây đánh với ta. Ngươi là tù phạm, ngươi có tư cách gì đánh với ta đi? Hồng Hy Quang, thần công có gì chứ vậy? Hôm nay ta muốn tái thưởng thức hổ hoạt song hình của các ngươi. Nếu ngươi có thể đánh chết được đối phương thì cô gái này sẽ thuộc về ngươi. Hả? Thần công nhất định không để cho thần công thất vọng. Hồng Hy Quang, ngươi là kẻ phản đồ, chúng ta vốn là sư huynh đệ, hôm nay có ngươi thì không có ta. Xuống đây. Hạt hải vô nhai, để ta dạy cho ngươi vài chiêu. Quỷ hổ thần công chỉ là đầu cọp đuôi rắn thôi, không biết phần lớn nhỏ. Người, ta phải trả lại cho ngươi. Nhảy lên. Sao ngươi làm chó săn chim mồi? Ta không cần giải thích với ngươi. Bây giờ cùng nhau xuống núi đào, hay là trở lên, nói đi. Nói đi. Thế Ngọc, huynh có sao không? Mau trở lên đây đi. Lên. Hồng Hy Quang, ta thấy ngươi là chó săn không thể nuôi được nữa. Ngươi tưởng vẽ được địa đồ này là có thể phá được Hồng Liên Tự hay sao? Ngươi không ngờ lúc gì ngoài có công phu rất giỏi, ở trên giường còn tài ba nữa kìa. Thần công, bọn đệ tử của Thiếu Lâm đều là rất háo sắc, chỉ ham chơi thứ đó. Phương Thế Ngọc, nếu như hôm nay ngươi giết được Hồng Hy Quang thì con tiện nhân này sẽ thuộc về ngươi. Tại sao lại nói như vậy? Ông ta là người gì đây? Đại sư huynh, huynh đã bị trúng kế rồi. Chúng ta cứu các sư huynh đệ, phật lưỡng dòng vậy. Đi. Lấy gì ba lên, mau lên, lên đi, 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 lên đ
muốn làm phản hả? Đi đi, Phương Thế Ngọc, Phương Thế Ngọc. Đưa đây, bị phản bội sư quân ta. Thế Ngọc, chạy đi, chạy mau. Chạy qua cầu, chạy qua cầu liền. Tao giết chết tụi mày. Chạy lên kia kìa, đi đi đi, mau lên mau lên, chạy lên, đừng để nó chạy, đổ xuống. Ông muốn làm gì? Ta muốn chơi. Khi ta chơi chán rồi sẽ đưa cho thuộc hạ chơi, cho đến khi nào cô không còn điều kiện cho ta chơi nữa thì ta sẽ đem cô chế tạo thành mục tiêu bản nhân thể, coi như là nghệ thuật phẩm, giữ lại để thưởng thức. Ông đi rồi sao? Con người khi chết rồi thì rất hoàn mỹ, không biết phản kháng, không có tư tưởng, tất cả đều tốt đẹp không thể tả. Cái tình yêu quái này à, người muốn thưởng thức sẽ không đi chết đi. Chờ khi mà chúng ta gặp nhau thì cô sẽ biết thiện ý của ta. Hãy bắn thần công, tất cả tù phạm đã bắt được hết rồi. Cả một lũ ngu xuẩn này, nếu có thể chạy ra khỏi Hồng Liên tự thì người đầu tiên là ta đây. Cái bọn chó Hồng Hy Quan này muốn phản lại ta hả? Chỉ là tự tìm cái chết thôi. Thúy Hà, cô hãy canh chừng nó, đừng để sơ hở nha. Dạ. Chỗ này ta cùng được, quay đi. Tính sao đây? Mà chạy xuống dưới đi, nhảy đi. Ê, tôi quá vậy, ê, hôi quá à. Gì? Lần trước người đi xuống đây rồi mà, súc sanh. À, sư phụ, sư phụ, người còn xem ta là sư phụ sao? Súc sanh. Tại sao người không né? Phải rồi, sao người không né chứ? Cái tên phản bội này, người đã tàn sát đồng môn, để người sống chỉ là chật đất thôi. Ta sẽ giết người, ta giết người. Sư phụ đã hiểu lầm đại sư huynh rồi. Sư phụ, con gái chịu cực chịu khổ đến ngày hôm nay, hoàn toàn là vì cứu các sư huynh đệ, sớm ngày được thoát khỏi hổ khẩu này. Người thật vĩ đại vậy sao? Chỗ này có rất nhiều cơ quan, con giả làm chó săn của triều đình, mục đích là gì muốn tìm hiểu các cơ quan ở chỗ này? Dạ đúng rồi sư phụ, đại sư huynh có vẽ một bức địa đồ nhưng bị thần công phát hiện lấy đi mất rồi.
Thật hả? Dạ thiệt. Vậy ta thích làm người rồi. Đâu có sao chứ, lúc nãy sư phụ đâu có đánh trúng con đâu. Sư phụ tắt nhầm con đó. Ta đã dạy cho người bao nhiêu võ nghệ, người không biết tránh né sao hả? Bởi vì võ nghệ của sư phụ cao cường hơn đệ tử. À đúng hả. Hãy mau tìm cách rời khỏi chỗ này trước đi. Hồng Liên Tự có một cái kho để thuốc nổ, nếu mà lấy được thuốc nổ làm nổ hết các cơ quan thì sẽ có cơ hội chạy thoát. Phải, chúng ta đã lọt vào đây rồi, làm sao mà có kho thuốc nổ? Chuyện này các ngươi yên tâm đi, ta bị ném vào đây cũng đã lâu rồi, nhưng mà không phải đợi chết đâu, theo ta. Cái hàng này có thể thông tới ngoài đó. Wow, sư phụ đào được thông đạo lớn như vậy à? Sư phụ thật là thần thông quảng đại đó. Bộ người tưởng ta thần tiên hay sao hả? Ta tình cờ phát hiện thôi. Sư phụ mình chạy đi, đi. Hey, ở bên ngoài rất là hỗn loạn, chỗ này mới là an toàn hơn đó mà. Nếu như các người chạy được ra ngoài nhớ trở lại cứu sư phụ nha. Thiếu Lâm Tự bây giờ trông cậy vào hai người đó. Nhiệm vụ này rất là nặng nề đó. Ta kêu người làm người còn dám chối sao? Khi sát của sư phụ tốt quá, sư huynh mình đi. Sư phụ, chúng tôi đã về cứu sư phụ. Tụi con đi nha sư phụ. Đi đi, cẩn thận nha. Biết rồi, biết rồi. Hồng Liên Tự hiểm ác không khác gì trên giang hồ. Có môn hộ thì có đấu tranh, kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì làm giặc. Đó là sự thật không thể chối cãi. Tại sao các người trốn chạy? Nếu như các người chịu từ bỏ môn hộ của các người thì Hồng Liên Tự sẽ tự động tiêu mất. Phải thừa nhận nhất triều thiên tử nhất triều. Nếu như các người vẫn còn ngoan cố, tức là tự tìm cái chết thôi. Tiểu đậu, cứ cẩn thận. Tôi thấy ngọc, cẩn thận nha. Lại là ngươi. Cô định sống hay không? Chó không bao giờ cắn chủ đâu. Tôi thấy không? Tiểu đậu, mau đi cứu muội đi. Tụi nó đã chạy ra rồi kìa. Tính sao hả? Đừng để tụi nó chạy, mau đi. Không cho một người nào ra khỏi đây, đứng bên một bên. Ta muốn giết cô chạy đi. Người giết ta nữa sao? Đại sư huynh có sao không vậy? Ta không sao. Đấu võ thì đừng có mềm lòng, coi chừng đám gái này. Có huynh đỡ đây nè. Ôi da, các con gái thật là phiền phức quá. Cô Quỳnh đỡ đây. Ôi, gì đỡ nữa. Sao bị đỡ thế nào? Ôi da, nó đẹp bẹp tôi rồi. Chết đi. Cái con khốn nạn này. Ta chống lên lần này. Người chống đi. Cái chân của tôi. Chết đi. Sư huynh, đừng đánh nữa, chân cổ đã bị gãy, sống vô dụng thôi. Lúc nãy sư huynh chạy đi đâu vậy? Đi đâu hả? Không phải là kêu huynh xem các cô đó sao? Đâu có cần đứng canh ở chỗ đó, không thấy để lúc nãy nguy hiểm sao? Sao là không chứ? Huynh xem đến nỗi quên mình luôn đó. Cứu tôi với! Sao tới giờ này mới kêu cầu cứu? Chi lên đi lên, chi lên. Cô sao rồi? Huynh nhờ tay chút được không? Tiểu đậu, mùi không sao chứ? Mùi huynh không thấy sao? Hình như là mùi hơi mập rồi đó. Mập cởi trói ra đi. Ây da, sao huynh làm việc thô lỗ quá vậy? Cô đã từng tha cho tôi một lần, bây giờ tôi tha cô lại một lần. Wow, như vậy làm sao mà cởi ra được? Có khó khăn gì, để mùi thử coi. Wow, sao dễ như vậy? Tại sao lúc nãy từ mùi không cởi ra đi? Hai tay bị trói làm sao cởi ra được, thì là ngu. À đúng ha. Hey, sao lại không cẩn thận chứ, vậy mà cũng chắc không kịp. Thế
Ngọc, mau trở lên đi. Hồng Y Quang, có khí độc, chạy mau đi. Chạy đi. Huynh cứu mặt tôi đi. Không được. Huynh chạy đi. Hồi nãy có nhiều người thấy huynh cứu tôi. Dù tôi có chạy ra đội thần công cũng không tha đâu. Đừng sợ, chạy ra khỏi Hồng Liên Tư thì được rồi. Đi. Chết rồi, chết rồi. Không biết chỗ này là chỗ nào hả? Đi. À, có chỗ kìa. Mấy con chuột ốm như vậy chắc là không đủ dinh dưỡng rồi. Tụi con hứng thú nghiên cứu mấy chuyện này hay sao? Ai đó? Tất cả đều là thây ma. Tên yêu quái này, nó thiệt giấu rất nhiều tiêu bản nhân thể ở đây. Sao cái thầy ma này hình dáng giống mùi như đúc vậy? Quỳnh đừng có nói bậy bạ nha. Ê, có con rắn bò ra đó. Đừng quên lại sợ. Ở nơi mà có người chết mới được thanh tịnh, ít nhất cũng khỏi cần phải đâm chém với nhau. Không đánh không được sao? Không đánh làm sao mà chạy ra khỏi Hồng Liên Tự? Không biết là chúng ta còn sống ra khỏi chỗ này hay không. Mùi đừng lo, Quỳnh nhất định sẽ dẫn mùi về quê nhà. Thiệt hả? Đau lắm hả? Không sao. Chỗ này có cơ quan không? Có. Nhưng mà có thuốc nổ, rất quan trọng. Làm sao thành công cho tôi biết? Thuốc nổ để chỗ nào? Ở đằng trước. Nè, tôi để cô. Sợi quan tay mặt thì cánh cửa sẽ mở ra. Không được. Quay qua tay trái. Mới sao cơ quan rồi. Đừng nói nhiều, lấy thuốc nổ trước đi. Không, Y Quan, cẩn thận. Tôi đụng trúng cô hả? Không. Nắm tay tôi. Nắm chắc nha. Nắm chắc nha. Thúy Hà. Tụi mình chạy đi. Mà là chứ gì đã. Cúi đầu. Tránh ra. Tránh ra. Cho mặt tôi đi. Con rắn kìa. Hả? Có một con rắn, cần gì phải sợ nó? Liền nó đi, liền đi. Phượng Thiên Ngọc, ngươi không phải muốn đấu với ta sao? Cần gì phải chạy chứ? Tiếp lấy. Yeah.
vũ khí xuống đi, nếu không thì giết chết cô. Quỳnh đừng có tin nói là trước đó dùng cái này để giết sư thúc của Quỳnh đó. Tiểu đậu, cẩu tật, phương pháp của ta không bao giờ thất bại. Quỳnh chạy mau đi. Chỉnh chứ. Chết đi, ta lấy mạng ngươi. Ngươi chạy đi đâu? Phương Thế Ngọc. Tiểu Đậu, ở đây chờ Quỳnh nha. Biết rồi, Quỳnh phải cẩn thận đó. Thả cửa sau, cửa sau. Thả cửa sau, cửa sau. Nghe sau. Họ lên đi. Cửa sau, cửa sau đi. Cửa sau, cửa sau, cửa sau. Cửa sau. Chạy đi. Còn muốn chạy nữa, ta coi ngươi chạy đi đâu. Cẩu thật, ta lấy mạng ngươi. Sư thúc, ta đã trả được thù cho sư thúc rồi. Mày đụng ra rồi, mày leo lên. Đồng Phi Cưng. Mau qua đi, qua đi. Mau lên. Sư phụ. Bài sư phụ. Tất cả các đệ tử không sợ chứ hả? Sư phụ, con rất nhớ thương sư phụ đó sư phụ. Ây da, làm gì kỳ vậy? Bà muốn đồng tình luyến ái với sư phụ sao hả? Ây da, cái tay của ta thì là dơ đó. Các đệ tử gặp lại sư phụ rất là vui mừng đó. Vậy chúng ta ở đây chờ chết có phải không hả? Sư phụ, đường này bị phong tỏa qua không được đâu. Mình đi đường này đi. Ê, tại sao không nói sớm chứ? Đi mau. Đi mau. Tiểu đậu. Sư phụ à, tới đây hết đường đi rồi. Vậy tính sao? Phật dĩ lạc tại địa ngục thì là khốn nạn mà. Sư phụ. Phật tổ, các con phải làm thế nào mới có thể ra khỏi Hồng Liên Tự? Sư phụ, tụi Phật không có gợi gì hết. Có lẽ Phật tổ trách chúng ta không có lòng thành đó. Hồng Hy Quang à, đốt nhang đi. Tất cả đệ tử nghe đây, chúng ta hãy quỳ xuống cùng nhau thành tâm niệm kinh. Dạ. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi sư phụ. Nằm xuống. Sư phụ. Cái lũ ngu xuẩn các người thì là không biết xấu hổ, dám tự xưng là võ công thiếu lâm đệ nhất thiên hạ. Đã sắp chết tới nơi, chỉ biết quỳ lại trước cái tượng đá này. Tượng Phật này tức là ta đó. Nó cũng phải nghe lệnh của ta. Ta kêu nó giết người thì nó giết người. Các ngươi có từng nghe rằng Phật dĩ lạc tại địa ngục không? Các ngươi thưởng thức nó như vậy
thì xuống địa ngục kiếm nó đi. Hả? Chăm sóc sư phụ nha. Tránh ra. Tránh ra đi. Hồng Hy Quang, ngươi làm cho ta thất vọng quá đi. Ngươi nương tựa Thiếu Lâm tự và nương tựa Hồng Liên tự có gì khác biệt chứ? Ở chỗ này ta cho ngươi ăn sung mặc sướng, ngươi còn muốn cái gì nữa chứ? Hôm nay ta sẽ bắt ngươi chết. Lão yêu quái, ta giỏi ra đây đấu với ta đi. Ra đi. Đại sư huynh, ở đây làm gì vậy? Hay lắm, hay lắm. Hai đại tộc gia đệ tử Thiếu Lâm tự cùng đến đây thì càng hay. Cuộc sống của ta ở đây thật là vô vị đó. Lão dâm tật, ngươi đừng có trốn nữa, ra đi. Muốn gặp ta hả? Đi xuống địa ngục kiếm ta đi, hả? Bên kia kìa. Lại đây, kiếm ta đi. Lại đây, kiếm ta đi. Lão dâm tật, ra đi. Quân nghĩ là hắn trốn chỗ này, đi kiếm đi. Sư phụ, từ Bồ Tát bằng đất này, sư phụ còn lại làm gì chứ? Bây giờ Phật tổ đang thử lòng của chúng ta đó. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống. Cúi đầu tạ tội. Phải cúi đụng đất. Cần gì phải đập mạnh vậy? Sư phụ, sư phụ. Sư phụ coi coi, ánh nắng kìa. Chúng ta có đường ra rồi. Phật tổ hiển linh, Phật tổ hiển linh. Sư phụ à, chỗ đó hẹp vậy làm sao ra ngoài được? Để sư phụ xin Phật. Còn xin gì nữa, lấy thuốc nổ mới được ra đổ tung tượng Phật này đi. Hey, chúng ta là người Phật môn, không được bất kính với Phật sẽ mang tội đó. Hey, cúi lại đi, cúi lại đi. Có kiếm được không vậy? Kiếm không được lão yêu quái. Vậy bây giờ tính sao? Còn tính gì nữa, đi cứu sư huynh đệ đi, đi mau. Cộng. Các người làm sao thắng nổi ta? Lão dâm tật, vì gì ta không có cẩn thận, ngươi đừng có đắc ý. Thằng nhóc kia, ngươi thì là không biết trời cao đất rộng mà. Ngươi làm sao chống nổi ta chứ? Được, bây giờ ta cho các người hãy mở mắt ra mà coi. Hổ hạc song hình có tài ba gì chứ? Để cho người nếm thử võ công vô pháp vô thiên của ta. Ta sẽ vẽ thành thế hồng vô biên vô tế, vô cùng vô tận, vô thượng quyền quy. Vô ngã cảnh giới. Hãy vô nhai quỷ hổ thần công. Ta tặng một chữ cho ngươi, có hiểu không? Vô. Ta sẽ đánh cho mày vô không? Thế không? Lên. Mau lên, mau lên. Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi sư phụ. Hey, ta không biết phải nói với Phật tổ thế nào đây hả? Bây giờ đừng nói nhiều nữa, mau đốt đi. Người đốt đi. Tôi không dám đâu, mình chạy ra mau đi. Người còn nhỏ, Phật tổ không bắt tội đâu. Qua bộ sư phụ cũng hại tôi đó phải không? Đốt đi. Sư phụ đốt đi. Đốt đi. Không phải tôi đốt đâu, sư phụ đốt đó nha. Sư phụ đốt đó nha. Người đốt, ta thấy mà. Sáng tác vô hạn. Qua
nó xuống địa ngục thật rồi. Quê, có chuyện sư phụ dùng ta, để ta vô cứu người. Đồng Thiên Cân, mau chạy đi. Quỳnh có nhìn thấy tiểu đạo không? Không thấy. Không được, tôi vô động kiếm gỗ. Thiên Ngọc, nha. Tiểu đạo à, Mùi đang ở đâu vậy? Phương Thiên Ngọc, Mùi đang ở đây nè. Mùi đang ở đây nè. Tiểu đạo, Quỳnh đang ở trên cầu nè. Quỳnh nhìn không có thấy Mùi ở đâu hết. Mùi ở đâu vậy? Mùi đang ở dưới cầu đó. Quỳnh đi vào xuống để cứu Mùi đi. Quỳnh nhìn không thấy Mùi. Quỳnh vào xuống cứu Mùi nè. Mùi đừng có kêu nữa, bây giờ phải bình tĩnh lại đi. Quỳnh xuống cứu Mùi nha, phải bình tĩnh. Cao như vậy nhảy xuống dưới không phải là tìm chết hay sao? Quỳnh nói cái gì đó, Quỳnh nói cái gì vậy mà nghe không có được. Mùi đừng có la nữa mà. Phương Thiên Ngọc, Quỳnh vào xuống để cứu Mùi đi. Mùi đừng có la nữa mà. Quỳnh đi vào tới để cứu Mùi đi. Đừng có la nữa, đừng la nữa. Quỳnh vào tới cứu Mùi đi mà. Quỳnh cũng nguy hiểm rồi nè. Nha. Đã kêu đừng có kêu nữa mà. Mùi đâu có kêu, có lẽ Quỳnh bị quản hồn quản vía thôi. Không ngờ công lực của Mùi cao cường, chỉ kêu la là long trời lở đất. Vậy bây giờ tính sao đây? Cái chân của Mùi bị thương không đi được đâu. Tôi đều để Quỳnh cõng Mùi nha. Anh Điên à, anh muốn tự nhận hay sao đi qua bên này nè. Không biết đằng trước có ngõ ra hay không hả? Ngày đầu tiên gặp mặt Mùi, Quỳnh biết là đi vào con đường chết rồi. Quỳnh nói vậy có nghĩa là gì? Mùi không biết tình yêu rất vĩ đại sao? Á, đằng trước có lửa kìa, tụi mình quay trở lại đi. Mau lên. Mùi có sao không vậy? Không bị thương chứ? Không sao, cũng tại Quỳnh thôi. Tại sao lại nói chỉ có con đường chết? Ê, ở trên kia có ai không vậy? Có ai ở trên không vậy? Quá. Lần này vì Mùi, hai Quỳnh chạy không có thoát thì là không đáng chút nào. Thật ra chuyện này không có mắc mới tới Mùi đâu. Người bị liên lụy là Mùi đó. Thật ra bị liên lụy là nó. Nó không bao giờ nói ra một tiếng. Làm người phàm thì là phiền phức. Không phải là người đấu với ta thì ta đấu với người. Chị Đậu à, hãy nắm chặt bàn tay của Quỳnh. Dù Quỳnh không thể dẫn Mùi ra khỏi Hồng Liên Tự, Quỳnh cũng sẽ dẫn Mùi về Tây Thiên. Uầy, hai người tỏ tình lãng mạn nhau xong rồi chứ? Mau lên đi. Sông sắt cứng quá tụi ta không được đâu. Mau lên đi. Hồng Y Quán, sao mở ra dễ quá vậy? Mau lên đi. Mau lên đi, đi làm gì đó. Ờ, được được. Mau lên. Nè, lên đi. Giờ nắm đi. Mau lên đi. Nè, nè, cẩn thận nha. Mau lên. Uầy, nè, cẩn thận. Uầy. Quỳnh không phải là cố tình đâu, nhưng mà cái đích của Mùi thì là đẩy đà quá. Hả? Nè, sao không kéo tôi lên vậy? Sao vậy? Mau lên đi, sắp tập xuống rồi. Thì là ghét quá đi, hai người này cứ đến làm chi đà cản Mùi. Bên kia đi, đi bên kia. Sư phụ à, chúng ta đến đây chia tay nha. Để đệ tử đưa tiểu đầu về quê hương sẽ trở lại hội hợp với các sư phụ. Được. Thế Ngọc à, ở trên thế gian này còn có rất nhiều chỗ hại người ta, như là ở trong Hồng Liên Tự, ngươi phải cẩn thận đó. Dạ, đệ tử biết rồi sư phụ. Các sư huynh đệ, các vị phải bảo trọng. Huynh đi nha. Làm lễ thành hôn rồi mà trở về nha. Tụi tôi đang chờ huynh đó. Phải rồi, tôi chờ đợi huynh đó. Đừng có nói chơi nữa, tôi không bao giờ biết nói láo đâu. Đại sư huynh, phải bảo trọng nha. Thế Ngọc, đừng quá cách trở về nha. Mùi đưa cái người cho huynh. Tạm biệt nha. Ôi, tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Chào. Ôi, tạm biệt. Hai đứa, thì là xứng đôi vừa nữa.